Anh Duy ơi. Ừ anh đây. Ra em nhớ với. À, gì nữa Con em? siêu phẩm trầm điện T9i này thì em nhìn mặt trước thì hiểu, nhưng mà mặt sau em vẫn Vẫn chưa chưa hiểu lắm à? chưa hiểu lắm về cái này. Nếu mà em mang về nhà em set up thì không biết cắm kiếc căn chỉnh thế Ừ, nào, bây giờ rồi. để nghe nó hay Có vậy nghĩa anh. là em không biết bắt đầu từ đâu. Vâng. Vì thực ra con này nó có nhiều cái tính năng quá. Mặt trước hiểu rồi gì? Hiểu cái tác Vâng. dụng của loa siêu trầm là gì? Vâng, mặt mặt trước thì em hiểu rồi. Cái Mặt trước con là này con bát là, mà cái gì hiểu vâng, cái đâu. con này là cái màng loa bát để phát ra âm thanh, Ừ. cũng như là gọi là để phát ra cái âm thanh tín hiệu đầu ra. Đúng Chắc chắc cái đằng sau này gọi là mình gọi là set up tinh chỉnh cái đầu vào đúng không? Đầu rồi, cái vào. đằng sau là cái đầu vào. À Vì là vâng. đây là con xúc điện. Đấy, xúc điện hay trầm điện hay là có subwoofer, anh em ấy gọi nó là một đây. À, Đấy, điện thì điện. khả năng là mình phải cấp điện cho nó đúng không anh? Đúng rồi, à, em hỏi cấp điện thì đây, phía dưới nó là dây dây nguồn. À, dây nguồn nó có loại Ừ. ba ba giáp cắm này Đúng, nó à, tương cái này tự. là giống với lại lồi Em cơm hay điện nấu cơm không? à? Đấy, nó vâng giống cái dây nạp điện đấy, hay là vâng cái ấm siêu tốc. vâng thế là mình ví dụ mình có mất dây là mình lấy lồi cơm điện mình đấu tạm vào Được, vẫn nghe được đúng đúng rồi không ạ? em, vẫn À được thoải vâng, mái. thế còn cái này có phải theo em hiểu có phải là cái công tắc không? Đấy, À đấy, có em thấy là bật on tắt, với on off. off. Đây, đây là bật, đây là À tắt. Còn gì nữa không em? vâng, Em cứ hỏi anh sẽ trả lời. vâng, bây giờ cấp Thì điện rồi thì bây giờ cái tín hiệu bây giờ giữa con đẩy liền vang thì em cắm vào đâu? Em thấy là ở trên này là có rất nhiều cái giắc cắm, không biết là bây giờ mình nên cắm cái giắc rồi. vào. Có dùng với nâng tiếng này, dùng với vang này, dùng với lọc xì này, dùng với âm ly này, dùng đẩy lên vang này, thì sẽ nắm được luôn cái cách kết nối cho con đẩy cho con súp T9i này. Nếu như mà em đang dùng đẩy lên vang, em có thể đưa dạng tín hiệu qua dây bông sen, dây AV đấy, đưa vào hai cái đầu này. Đấy, Vâng. đưa vào hai đầu này. Hai đầu này là hai đầu chuẩn AV mà, hoa Vâng, sen qua mà. về rồi. Hoặc em cũng có thể dùng với nâng tiếng, cũng có thể dùng với vang số, vang cơ, hay dùng âm ly. Âm ly cũng có đường rec ra đấy, thì em Vâng. cắm trực tiếp hai dây bông sen vào đây. Đấy. Còn gì nữa không em? Thế còn cái cổng dưới ấy, anh. Cổng dưới này à? Vâng. Cổng này là cũng một dạng đưa tín hiệu vào, nhưng nó là dạng đưa tín hiệu đường 2 level input. Nó cũng tương tự như đấu dây loa. Đấy. Em có thể lấy trực tiếp cái tín hiệu đằng sau phần công suất của âm ly hoặc đẩy. Tuy nhiên là vẫn phải cấp nguồn cho nó nhá. Vì Vâng. là cái đường 2 level input này nó vẫn đủ nhận đủ 3 giải, nhưng khi nó vào đây qua cái hệ thống mạch lọc của con súp này là nó sẽ lọc đi giải trung và giải chép đi, nó cho ra À. nguyên tiếng trầm tiếng bát không. Nghe tiếng bát thôi à? Đúng Vâng. rồi. À. Lưu ý cho anh cắm, nếu anh cắm đường này đấu qua đường công suất của âm ly của đẩy, nghe em vẫn phải cấp nguồn, vẫn phải Vâng. tinh chỉnh những tính năng như trên này. Vâng. Đấy. Còn gì nữa không em? Em cứ thoải mái hỏi anh Vâng, sẽ thế còn dạ. cái bên này cái công tắc em thấy có một cái cần gạt Cần nữa. gạt này. Vâng. À cái này là cái đảo pha. Vì là súp điện trầm điện mà. Cái đảo pha đúng của nó là 0 độ đến 180 độ. Thì cái này thì anh sẽ hướng dẫn luôn, hướng dẫn nhanh nhá. Không Em độ lên 180 độ có ừ. vẻ là nó đối lập, nó ngược chiều Đúng nhau rồi, luôn đúng ngược không? chiều nhau luôn. Vâng. Bởi vì đây cái đảo pha chuẩn của súp là từ 0 đến 180. À, anh nói luôn là rất nhiều các bác đã hỏi bên mình là nên gạt lên hay gạt xuống, thì cái này anh trả lời luôn là em mua lấy con súp này về em cứ cắm vào, tăng volume lên hướng 12 giờ, gọi là mở cái mức cơ bản của con súp, xong Vâng. tăng cái bộ dàn loa chính của em lên cái ngưỡng nó song song với con súp này hoặc bé hơn con súp này một tí, thì em nghe cho anh, nếu mà bát nó bị ngược tiếng bát hoặc nó đánh ra không đều nhau thì em có thể gạt lên không, nếu mà chưa chuẩn thì em có gạt xuống dưới để em nghe làm sao cái tiếng bát nó có cái Cái độ cộng độ hưởng cộng hưởng tốt nhất với nhau. Đấy, nó đồng pha nhau là được. Đấy, nó không cứ là gạt lên hay gạt xuống đâu. Đấy, thế cái nước này em đã hiểu chưa? vâng, thế còn sau sau khi đấy thì mình có cần căn chỉnh tiếng to tiếng nhỏ hoặc là như thế nào để cho chất bát nó hay không anh? Có chứ em, cái này rất Vâng. quan trọng này. Vâng. Vì đây, nếu để mà nói luôn là về cái được cái tiếng bát, cái chất bát chuẩn Vâng. cộng hưởng tốt với bộ dàn thì em phải lưu ý cho anh hai cái chiết áp đối lập với hai cái đường hoa sen này. Ở bên này là level của đường LFE Vâng, cái này là và cái dạng lúm mình có thể đúng rồi, mình em lên có vặn xuống lên xuống. à. Đấy em tự vặn đi cho nhớ Vâng nhá. vâng đúng rồi đúng Rồi, rồi à đấy. vâng Ở dưới cái này này nó cũng cũng tương thế tự nhỉ như vậy. à? Đấy. Vâng vâng đúng rồi, nó cũng vặn Đấy, này. cũng tương tự như vậy. Vâng, thế Còn cái này trên à? vâng Cái này trên là cái cắt tần số. Nó à. giống giống như qua cái hệ thống ở trong này này. Con này như anh vừa đề cập ở đoạn đầu anh dưới nói cho em là nó có mạch lọc tần số cao, bỏ tần số cao.
trung và cao đi. Nó chỉ cho ra tần số dao động từ 30Hz cho đến 120Hz. Nó sẽ nằm ở ngưỡng 20 cho đến 120. Thì em muốn nghe ở cái giải tần số nào em có thể điều chỉnh nó. À, tức là cái này là có từ 30 đến 120. Ừ. À, em có thể điều chỉnh. Mình có thể lọc là từ cái giải lèo đến giải lèo. Đúng rồi ạ. Đúng rồi đấy. Và muốn sâu hoặc là muốn cái đúng loại trung trung thì mình đúng rồi. Đúng rồi. Cái loại già lên 120. Đúng rồi. Mình muốn cái giải nó thấp xuống thấp, thì mình thấp xuống 30 các bạn về 30. Vâng, đấy. Vâng, hoặc nghe 50 các bạn lên. Vâng. 4 giờ. Đấy 6 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Nhưng mà anh khi mà nghe con này rồi thì anh có một cái kinh nghiệm nhỏ anh chia sẻ là nếu như em nghe nhạc vàng thì em có thể vặn hết về 30 cho anh. Còn nếu như em nghe nhạc DJ điện tử thì em nên khai thác ở giải tần 60 đến 70. Hoặc là hát karaoke thì em cứ để hướng cho anh khoảng độ 11 giờ cho anh. Về cái đường cắt code server này này. 11 giờ là tầm độ khoảng 60 ấy. Đấy, 60, nó tầm độ 60 70 thì em nghe nhạc nó sẽ nghe nhạc điện tử mà hát karaoke nó sẽ sung hơn. Còn nghe nhạc vàng thì muốn những tiếng bass nó mềm nó sâu thì em có thể cắt xuống 30 cho anh. Đấy. Thế còn khi nào thì mình để 120 ạ? 120 gần như khi không để. Bởi vì 120 thì nó tiếp cận với cái giải cuối của cái giải tần số súp rồi nên là nghe nó giống như cái trên cái tiếng bass của loa. Đấy tần số đấy thì tức nó là mình đang muốn là cái con này nó bổ sung cái chất âm sâu hơn. Đúng. À thì nên mình khai thác từ tầm độ 70 trở về thôi. Em hiểu rồi. Đấy. Thế vâng, nói chung ra cũng dễ hiểu thế anh nhỉ? Đấy, như thế đơn giản với em. Vâng. Đấy. Thế này là em bê về em sử dụng rồi nha anh nhỉ? Em về em cắm với tất cả những cái dạng như là nâng tiếng là 1, lọc xì là 2, âm ly là 3, vang, cơ vang số, đẩy liền vang. Đấy, thậm chí em đánh thẳng với đẩy được qua đường 25V mà anh vừa nói đấy. Cắm được music được. Đấy. Ok xem, còn gì thắc mắc nữa không? Có ok rồi nhé. Đấy, chắc, rồi. Chắc em về là dùng được luôn rồi. Đấy. À, JK đang phân phối sản phẩm này hàng chính hãng. Mẫu model là T9i với giá bán là 10 triệu khuyến mại còn 7 triệu. Vâng, các bác hãy nhanh chân để được cho mình những cái khuyến mại ưu đãi đặc biệt nhất từ bên JK chúng em. Vâng. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn nhiều.